À, xin chào buổi chiều tất cả mọi người á. Bữa nay là tháng 3 ha. Tháng 3, 13 tháng 3 dương lịch nè. À, còn âm lịch dưới là ngày 1 tháng 2 á, đúng 1 tháng sau Tết nè. Đó, đúng 1 tháng sau Tết nè. À, hiện tại hoa nhà mình nó vẫn còn nở á, này tại mình đặt lá sau thôi. Rồi sau mình chơi từ từ á. À, chứ Tết tới chơi một lần cũng rộ à. Hoa nở tuyệt vời luôn á, chùm 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 luôn nè, quá đã. Đó. Chùm nhìn thực tế hoa nó mới đã, cái màu nó đã dữ lắm, màu đậm á. À, cái này nó hoa như hoa hồng vậy nè, chùm chùm luôn ha, quá đã. Đó. Đây là cây nguyên thủy á, đây sau Tết đúng 1 tháng á. Tháng này các cây họ hương hồi Tết nở rực rỡ luôn nè, đó giờ nó ra đọt non rồi ha. Đó, nếu mà chúng ta làm đúng á, cái này tới ngày mùng 10 á, mùng 10 mình mới cắt bông cắt trái á, sau 20 ngày á. Đó, thì nói chung là hiện tại bây giờ mấy cây nào mà Tết mà mình chơi á, như cây này mình chơi tới 10 12 13 gì luôn nè, bấm thúc vô luôn ha. Cây nào lực mạnh thì bấm thúc, còn cây nào lực yếu á đó thì để lá ha. Những cây lá me đầu để lá ha. Đây, lúc này mình nhận được rất nhiều câu hỏi của anh em á, hỏi anh em mà hỏi tưới phân gì á, thì hiện tại mình chỉ tưới hữu cơ thôi chứ không có xài gì hết trơn ha. Đó, hiện tại giờ cây nó mới ra đọt non mà ông ta dập NPK vô có thể là làm hư rễ chết cây luôn á, nếu mà cây mạnh thì nó lướt luôn, còn cây yếu có thể là chết luôn á. Đó, nói chung là cắt cành thì sau khoảng là 20 ngày á, thì nó sẽ lú hết thế này á, còn cây nào không lú á, thì chúng ta đem vô mát để trùm bọc ni lông lại ha, là cho nó giữ ẩm. Vì cây chúng ta chưng sau Tết nó mất sức mà chúng ta còn thúc cành còn thay phân nữa ha. Đó, đa số trường hợp mà không có ra là chỉ là vừa thúc cành mà vừa thay phân á là nó mới đứng im thôi. Còn nếu chúng ta thúc thúc cành không thì yếu cấp mấy thì nó cũng phải ra ha. Đó, hôm nay chiều nay thì mình tưới phân cho cây á. Đây rất nhiều anh em hỏi gọi hỏi á. Hỏi có người này chỉ này, người kia chỉ cái kia. Đây, nếu mà nói chung là mình ở vườn mình làm á thì hiện tại là chỉ tới hữu cơ thôi, dưỡng rễ thôi chứ không có gì đó. Đây là thùng B 20 lít đó. Đó, nói chung là chúng ta từ cái nguyên lý chung á, hiện tại cái cây nó chưa có lá hoặc là lá nó còn non èo non ớt à, lúc đó cái rễ ở dưới nó hút lên á thì còn cái dinh dưỡng thì nó cũng chưa có chuyển hóa được đâu ha, phần lá cây nó phải quang hợp thì cái phần dinh dưỡng nó hút á thì nó mới tạo ra nhựa được ha. Còn giờ lá cây nó yếu quá, chúng ta phải đợi lá xanh đậm đi ha, ít nhất phải xanh đậm như ở mấy cây sau này nè, lá xanh đậm cứng á, đó là chúng ta mới tưới phân đậm vô á. Còn bây giờ chỉ cho dưỡng rễ thôi cho nó bắt rễ mạnh á. Dưỡng rễ thì anh em nào có N3M có siêu lân á thì đều được hết á. Còn đây thì anh em nào giao lưu phân bón rầu với mình á, đấy chúng ta xài cái này đấy. Đấy, xài cái này á, một nắp này pha 20 lít á, rồi cộng thêm một muỗng humic bột nữa đó, rồi chúng ta tưới á. Cái này thì 20 lít này có thể tưới cho rất nhiều cây á. Đó, mấy cây mà chậu 5 tấc thì chúng ta tưới được khoảng là hơn 20 cây á. À, còn chậu 2 tấc rưỡi là tưới được gần cả 100 cây á. Chậu 2 tấc rưỡi nha, nhỏ nhỏ như thế này, nhỏ nhỏ tới phía trước này á. À, cả 100 cây á. À, cứ từ từ đừng có gấp ghiếu gì hết trơn nha. Đấy. Đó, nhiều khi chúng ta cưng cây chúng ta quá, ta dập phân vô quá là nó chết, chết queo luôn à. Công tình nuôi mấy năm trời á. Đó. Rồi vậy thôi á. Đây nhắc đi nhắc lại á, đây không có xài NPK ha. Đó, khi mà cây chuyển là cái cây chúng ta lá nó xanh đậm rồi ha, đó chúng ta mới xài NPK. Đó, xanh đậm thì cây nó mới quang hợp được rồi ha. Còn bây giờ cây nó chưa có quang hợp khỏe, chúng ta dập vô á, có thể là nó bị ngộ độc và nó chết luôn á. Nhưng mà đây ngộ độc phân là nói chung là khó cứu lắm á. Cây nó nuôi nó èo èo ụt hoài à, nó không có sống không sống, mà dạng sống sống chết không chết á. Nằm nó chịu, nó đi nó đứng hoài á, tại vì nó trái rễ hết rồi, nó hút lên mà cái phần mà phân nó không có tiêu hóa được á, thì nó bị ngộ độc ha. Này kêu ngộ độc phân bón á. Đây, với công thức này á, chúng ta tưới cho mai mà chưng Tết cũng được á, mai phục hồi sau Tết cũng được, mai suy cũng được á, mai lá me cũng được đó. Nói chung là cái này là dành để cho những cái giai đoạn mà cây nó yếu á. Đó, đây là cây đại lộc hổm
nó suy suy bệnh ép sang cái chậu nè đấy. À, cây này thì tưới khoảng chừng lít thôi ha. À. À. Ừ, nói chung là tưới được hết á. Cái này thì hữu cơ chúng ta có tưới nhiều quá chút cũng không sao quá. Đó. Hữu cơ hết ha. Rồi, chúng ta quậy chúng ta tưới thôi ha. Tưới cho cây phôi luôn ha. Là cây phôi hổng mình trồng ra đây được cũng khoảng tuần rồi đó. À, cây này cái cây tứ quý á. Tứ quý cái gốc với đo được là 68 á. Đây hổng mình nói vui mọi người gia đình hạnh phúc á. Đi đâu thấy cây nè. À, có hai thân á, chồng mà có vợ nè, có đứa con nữa nè. Ba thân á. Chất trọng đây thì mình sơ dừa vỏ trấu, đất với lại cát á, đất mình lấy trong đất mấy cái rễ dừa mục á. À, trộn vô á, nói chung với cái trồng cái này thì 5 năm, 10 năm, 15 năm thậm chí 10 năm ta mới thay phân lần á. Nó có đất ha. Đây là cái phần dưới đây nè. Đây, mình có độ một lớp vỏ dừa ở đây ha. Ủa cái chỉ ủa cái rễ dừa một đây nè. Đó, nó thoáng khí lắm á. Đó. À, sau này mình cũng đi học được mấy anh á, mấy anh nuôi mai ở thành phố á, với mấy anh nuôi mai ở Bình Định á, ở Hội An ở miền Trung á, ở Hội An Quảng Nam á, đấy thì mấy anh độn ở đây là một lớp đá bi á, đá bi khoảng chừng tấc đây nè, đá 1-2 á, đó, mấy anh giải thích là ở trên sao thì ở dưới vậy á. Ở trên nó ráo, ở dưới nó ráo á, chúng ta độn cái vỏ trấu á, thì lâu ngày nó sập á. Độn chỉ sơ dừa, vỏ sơ dừa, vỏ dừa thì ở ngoài cũng sập. Á, độn cát á. Độn cát thì nói chung là nó mấy anh miền Trung thì độn cát núi Hộc To nhưng mà nó không có rõ nước tốt á, nói chung cát thì nó cũng giữ nước á. Hộc To thì nó cũng vẫn giữ nước á, còn đá 1-2 á. Đó là nó rõ nước tuyệt đối luôn á. Đó. Nói chung là mai mốt mình có làm mình quay cho người chi tiết á. Nói chung nói cách là anh em nói cái gì hiểu liền á. Độn lớp đá vậy nè, giống y chang như nó thoáng khí á, nó rõ nước tốt á, cây nó không có bị úng á. Đặc tính của cái cây là cái cây nó khô nó chịu được chứ nó ngập nước nó không có chịu được ha. Như mai ở miền Trung rồi đó, cháy rừng nó không chết nhưng mà ngập lụt là nó chết á. Đó, lấy cái này á. Chúng ta tới những cây chưng, đây là cây cúc rồng bay hỏi mình chưng nè, 10 ngày liên tục á, cắt ra cả ký bông á. À, đây là cây thọ hương gấp cốc tứ quý á. Là mình tới trực tiếp những cái cây ở vườn nhà mình á. Đây. Nói chung là cái này mình làm sao thì mình hướng dẫn vậy thôi chứ không có câu like, câu view gì ha. Đây, hướng dẫn anh em này, nhiều khi anh em cho bớt gọi mình á. Đây, nhiều khi gọi mình làm vườn tối ngày à. Gọi mình không có nghe được á, buồn phiền đủ thứ ra nè. À, cây là cái cây giảo giống mới nè, Tết bông mà. Khủng khiếp luôn á. À, chúng ta tưới á, cứ khoảng 10 ngày tưới loãng một lần hữu cơ đó. Chúng ta có N3M, chúng ta tưới N3M. À, có gì thì xài đó á. Đấy. Có N3M thì xài N3M á. À, mai phôi, mai suy, mai yếu gì tưới được hết nè. Đấy. À, cứ 10 ngàn lần á. Chúng ta canh á, nếu mà cái cây này đúng tiến độ khoảng 2 tuần nữa lá nó sẽ xanh đậm á. À, lúc đó chúng ta cho NPK vào. Đó, NPK thì số đầu cao á. Có thể là 16, 16, 8. À, 20, 20, 15 nào cũng được á. Như cây này chưng bông mà không gài cả tuần lễ luôn nè. Cây Phú Tân á, mai mình cắt bông nó đi. Quá sức rồi. À, cây này chưng bông á. Đó, cũng cho nó vô miếng. Có chất ha. Đấy. À, thực tế ở vườn mình làm sao thì mình chỉ vậy ha. Đó, còn khi mà mình nói chung mình nói mà mình nói quậy NPK vào á, đây mà mình tưới mình không cách làm như vậy á. Đây. Đó thì anh em làm đem ra hư cái hư luôn cái cây á. Nói chung là hướng dẫn thì nó rõ ràng chút xíu á. Đó. Chứ mà công tình cái cây á, nói chung giá trị cái cây. Cái cây nó giá trị nó cũng cao hoặc là cây nó không có giá trị như cao á, giống như mấy cây này giá trị nó thấp á. Đó, nhưng mà công chăm sóc rất là nhiều á. Như cây này bán ra khoảng 3 triệu đi. Nhưng mà cái công bỏ ra cũng 5 6 năm á.
5 6 năm nuôi nó lực lớn, cỡ tới chừng này mà nó chết là uổng lắm à. Đó. Như mà cây mấy cây cúc rồng bay ở Bình Định mình mua nè. Nói chung cây cây hiện nó có 1,5 triệu 2 triệu à. Đấy. Đó, nhưng mà cái công tình á, người ta nuôi cũng 5 6 năm mới được như thế này á. À, cắt ghép đồ. Là giờ đây mình đem về đây 2 năm rồi. Lúc ở ngoài đó là cũng cỡ 2 3 năm rồi ha. Tới mình là cũng cỡ 5 6 năm rồi. À, nói chung làm cho nó kỹ kỹ á. À. Chứ mà chết thì nó uổng á, nói chung chết thì chúng ta kiếm cây khác thôi á, nhưng mà kiếm cây thứ hai nó không ra. Mỗi cây là nó duy nhất thôi à. À, chỉ là hữu cơ thôi ha. Đấy. Cái này cây này Phú Tân à, Tết bông khủng khiếp bông luôn á. Đó, giờ nó cũng đâm lại ha. Đó. Nói chung là cây chúng ta mạnh thì chúng ta làm gì cũng được á, cắt cành thay phân thì được hết. Còn cây mà chúng ta yếu á, thì anh em cứ làm theo mình á. Bảo đảm là năm sau chúng ta còn cái cây chúng ta chơi tiếp á, 5 năm, 10 năm sau vẫn còn á. Đó. Nếu mà người chưa biết gì á, đấy, thì cứ làm đi. À, cứ để đại đi ha. Lá nó xanh đậm rồi, lúc đó chúng ta muốn làm gì làm á. Chúng ta bứng, chúng ta muốn thay chậu, chúng ta muốn vũ rễ cũng được á. Nếu mi chang là lúc đó cái cây chúng ta nó về trạng thái của cây mai phôi mà nó khỏe mạnh á. Nó nhựa sống nó tràn đầy rồi, muốn làm gì làm. Còn giờ rất là yếu á, giống như đàn bà đẻ mới đẻ xong vậy, mới cho bông xong nè. Đó. Còn đây là cái cây mai hẩm mình cho cha sở mượn nè, cho nhà thờ mượn nè. Đó này cũng ra lá rồi ha. Đó, thấy chưa? Chân này chân trong nhà cả chục ngày á. Đó, à, mai là mai chân trong nhà nha. Đó, chứ không phải là mai chân ngoài trời. Ngoài trời thì nó quang hợp, nó khỏe rồi không nói. Này chân trong nhà cả chục ngày bữa đem về sơ sát trơn ha. Đó, lá nè, này nè. Xanh đậm rồi ha, cứng rồi nè. Đó. Còn mấy cây này thì khỏi nói á, chưng có mười mấy ngày, mình chưng tới mùng 10 mình mới cắt bông á. Còn cây thu đức này mình chưng tới rằm mình mới cắt bông nè. Đó, này nè. À, không có cây nào suy, không có cây nào chết ra nha. Đó. Đó, thấy chưa? À, còn đây là những cây Bình Định á, mình cũng mua cho Tết về mình chơi nè. Đó, anh em thấy không? Đó, Bình Định thì mình thấy nó có nấm hồng á, chút mình quậy pha ba cái chanh bông mình xịt cho nó, xịt vô thân nha. Là cái cây cúc quả cầu nè, là Tết nó trổ bông mà. Đấy. Bữa nay nó ra lại nè. Đấy, này hứa hẹn cái đợt nó già già mình cắt mình ghép là giao lưu cho anh với anh em chơi vui nha. Đó, hoa nó không có nhị mà nó không có rụng nụ quá, nó chùm vậy. Còn cái cây này cây cúc nè, là Tết bông phải nói là như cái mâm xôi vậy. Đó. À, hết hồn chưa. Đó, mai Bình Định mình chưng á. Đây hiện tại nè, cắt cành nè, bấm bông trái bỏ hết rồi, nó ra thấy chưa. Đó, chín cây á, không có cây nào chết trơn nha. À, đang ra đọt nè. Đó. Đấy, mai miền Trung á, miền Trung thì chúng ta dùng cái rơm á. Cái rơm là chỉ sơ dừa, dùng rơm này mình thấy tối ưu á. Ít bữa chừng 2-3 tháng sau lúc mà mưa xuống nó mục nó thành phân luôn. Còn chỉ sơ dừa thì chúng ta ủ tới đó chúng ta phải bỏ ha. Chỉ sơ dừa nó không có mục. Nó lâu mục dữ lắm. Còn cái rơm này nó mục nó thành phân luôn ha. Đó, dùng rơm mà giữ ẩm á, tạo lớp che phủ bề mặt ha. Đây, giúp cái đất chúng ta nó không có bị hóc, không bị khô quá. Đó. Rồi, tiếp theo đây mình sẽ quậy cái phần mà diệt nấm hồng á. Nói chung là mai Bình Định nó mình thấy nấm hồng nhiều lắm, nó đeo khô cây hết trơn à. Đó, nói chung là khô cây chết cây luôn á. Này mình quậy mình xịt ha. Dùng cái này á. Đây, sẵn chiều thứ bảy mình rảnh à. Cái này thì cái gói này thì nếu mà nấm hồng nặng á, chúng ta pha nó nhiều nhiều chút, còn bình thường thì pha cả nửa gói á. Nửa gói cỡ 50g á. Cái liều lượng của nó là 60g. Đi. Đi. Cỡ 60g á, 60g ta pha nó nửa gói là 50g, gói này là 100g á.
Rồi, trộn cái thuốc sâu quá. Cái này chúng ta xịt là xịt vô thân á. Không có mình pha mình một lần làm một lần khó. Sâu ta dùng sâu sinh học á. Sinh học cho nó đỡ độc, không có mùi nữa. Sâu sinh học á. Rồi. Quậy đều lên ha. Đây, này là dùng chanh bông á. Chanh bông đặc trị nấm hồng nè. Đây, mấy bà mai mình định thì nó nấm hồng dữ lắm á, vậy lại sau Tết nắng nóng nè. Nấm hồng nó tấn công dữ lắm á. Ta xịt vô thân nè. Chứ mấy mốt nó đã bị rồi thì xịt không có hỏng nó khó là trị dữ lắm á. Nó mới sau Tết nó xịt chúng ta lo ngừa trước đi ha, để mà nó ăn vô cái thân là nó khó trị dữ lắm khó. Chúng ta sẽ phun á. Đây, những cái này nè. Đó, chúng ta phun ướt đều cái thân á. Chỉ phải tập trung vào cái phùng thân á. Phùng thân và nhánh á. Chứ không phải lá nha, lá phùng thì nó không có vô trong được. Thân nhánh gốc á, tập trung vào cái vùng thân á. Đấy. À, sau Tết nắng gắt là nó hay bị dữ lắm á. Hay ngừa trước đi, để người ta thấy người ta phát hiện là nó đã xong rồi á. Đó, xong rồi thì phun lại nó cực dữ lắm á. Nói chung là cái cây lúc đó, cái cây bị nấm hồng ta giữ lại nó cực dữ lắm cực ha. Thân gốc nè. Đó. Chúng ta ngừa trước đi ha. Giờ nó còn lá ít nè, chúng ta phun nó dễ á. Còn lá ít thì phun nó dễ, chứ mà nó mốt lá xum xuê thì phun dính lá không mà không dính được vô cái thân á. Này cái phôi mới à, cũng xài luôn á. À, sẵn có thuốc sâu là chúng ta xịt luôn á. Mấy cái thân ở trong nè, chỉ phải tập trung vào dùng thân á, thân cành nhánh. Đây, ướt đều cái thân á. Mấy anh trồng mây phôi ở Long An á ha. Đây mấy ảnh sợ dữ lắm, sợ nấm hồng á. Nó đeo là gãy nhánh hết trơn à. Đó, nhiều khi mấy cái cây mà ghép già mùa á, đây. Chúng ta không để ý anh đổi thừa là cái cây mây ghép thì nó dễ chết á, sự nó bị bệnh á. Mây mà trồng đất nó còn bị mà không chi mà mây ghép á. Mây trồng đất thì xịt nấm hồng suốt à. Đó, ăn rễ nhánh lên mấy cây cao su rồi á. Cây cao su rồi người ta trồng nó cũng nấm hồng dữ lắm á. Bình Định á. Mấy cây Bình Định nấm hồng dữ dội, nấm hồng lắm. Đó, ướt đều hết á. Giờ nó chưa có bị đâu á, tới chừng nó bị rồi chúng ta thấy trên cái thân á, nó có lớp lông á, đó, lúc đó là nó đã ăn vô rồi á. Ăn vô rồi thì quét đồng đỏ là quét cực dữ lắm. Nhất là mấy cây thủ đức nè. Cây thủ đức này nè, đó. Nó ăn là bỏ nhánh hết trơn à. Cây trồng dưới đất mà chịu còn không nổi á, cũng chi trong chậu á. Đều hết á, tập trung vào cái vùng thân á, ướt đều hết. Đó. Tập trung vào cái vùng thân á, thân gốc rễ. Còn lá ít chúng ta lao chúng ta sạch ha, chứ để lá tùm sạch nó không có vô. Gốc rễ
mấy cây mai tàn á, dưới đất nó cũng có bị nữa. À, chúng ta sẵn phun, ta phun luôn cho nó ha. Để sau Tết mà cái cây nhánh là nó vàng là tính là bị nấm hồng tấn công á. Mấy bình định nè, bình định nấm hồng là thầy luôn á. À, những cái vết cũ đó ha, vết cũ nằm đây nè, ăn tét da hết trơn á. Chủ yếu tập trung vào dùng thân á. Những cây già nè, già bị dữ lắm bị á. Đó, khi nào nó có lá rồi á thì nó đỡ á, chừng tháng sau à. Đó, lá nó đầy đủ rồi nó che khuất rồi ha. Đấy, thì nó đỡ nấm hồng á. Giờ nắng mặt trời dữ lắm nè, nó tấn công á. Đây, sau Tết à, với con ngựa cái này thấy ha. À, cỡ 10 ngàn xịt ngựa một lần. Đó. Nắng gắt á. Mấy cái bình định á. Đều hết à. Xịt dưới lên trên ướt đều hết á. Chủ yếu tập trung vào cái vùng thân à. Thân cây á. Như cây này nấm hồng ăn nè, không lớn nổi luôn. Đó. Mấy cây mai tàn cũng xịt luôn á. Mấy gốc nhớt là cũng xịt hết à. Ý là nấm hồng ăn không có lớn lao vậy đâu à. Như cây này bị nấm hồng ăn nè. Đó, xì que luôn á. Xịt vô thân á. Tập trung nhà dùng thân nè. Trong nhà dùng thân á. Mấy cây mai tàn hổm nè. Đấy. Cây này cây 5 cánh, còn cây bên kia cây 12 cánh nè. Mua về mình ghép cái mai 5 cánh bán luôn nè. Năm sau chúng ta có mai 5 cánh ta chơi ha. Đó. Cái này đâu nghe. Có lá thì xịt nó rất là khó. Phải len lỏi vô bên trong. Cái này hồi kỳ Tết Tây mình nè. Chơi Tết Tây nay dưỡng lại nè, nó ra 2-3 cây ha. Lúc này lá xanh đậm rồi nè. Đó, lá đậm như thế này chúng ta dùng NPK được ha. Đó. Chúng là phun qua đợt ngừa trước ha. Cây này cây cây giảo đọt đỏ, bữa mình chơi Noel nè. Nó lá xanh đậm ha. Đó, cỡ này thì có thể dùng NPK được rồi nè. Đó. Đại lộc à, trưởng bông nở tưng bừng luôn nè. Những cây chuẩn thế này để làm giống á, tưng bừng luôn. Nãy với chậu thì dùng rơm á, rơm để giữ ẩm, che phủ bề mặt ha. Giờ mình pha tiếp bình khác, mình quậy tiếp, phun tiếp á. Cây Phú Tân hả, mình cho nhà thờ mượn chân nè ha. Trong mát cả 10 ngày á. Đây, hiện tại lá nè ra ha. Đây, chưa có xài NPK kiết vậy trơn ha. Đó, hữu cơ mà là dưỡng rễ thôi. Đó, phân đây thì chưa có động điếc vậy trơn ha. Đó. Rồi, giờ xịt ngừa nấm hồng á. Tập trung vào dùng thân.
Còn phân thì chỉ tài xài dưỡng rễ đâu thôi nha. Chúc mọi người chăm cây thật là tốt ha. Đây. Khi lá chỉ là xanh đậm ha, đậm như cái mấy cây đầu tiên nãy mình chỉ á. Đậm người ta lúc đó người ta mới xài NPK, lúc đó vô thì nó mới tối ưu á. Lá xanh đậm thì nó cây nó mới quang hợp khỏe. Còn lá non èo non ớt á, xanh đậm như thế này á. Đó, quang hợp khỏe, còn cái non èo như thế này á. Không khéo là chết luôn, cái cây uổng lắm. Đây cây Thu Đức nè, ghép 25 năm nè. Từ từ á, đừng có gấp ha. Đó, nuôi cây hai mấy năm mà gấp được có ngày hai ngày là tuần hai tuần là chết queo cây à, uổng lắm. 25 năm á. Chúc mọi người chăm cây thật là tốt á. Kết video á. Mời anh em xem lại những cái cây ở vườn nhà mình nó nở hồi Tết vừa rồi á. Xin chào. Cái cây cúc bông chùm ở đằng kia ha.